Vâng, ô tô cũ Duy Khánh xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh mua và bán xe ô tô cũ của Duy Khánh nhé. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu nhớ ủng hộ em bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để biết thêm những mẫu video, những chiếc xe mới nhất về cửa hàng các bác nhé. Vâng, hôm nay cửa hàng em lại về một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, đó là chiếc Chevrolet Vimante có năm sản xuất là 2008, máy 2.0, máy xăng, số sàn. Hiện tại cửa hàng em đang chào bán với mức giá là 165 triệu đồng. Vâng, với mức giá 165 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe đăng ký 8 chỗ ngồi cả ghế lái các bác nhé. Đó, một chiếc xe gia đình đi lại rất ok, đồ đạc để được rất nhiều các bác nhé. Vâng, chiếc này sơn xi màu vàng cát đó các bác nhé. Mang biển kiểm soát 37A70059. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ. Vâng, hai cặp đèn pha rất là ok này, rất là đều nhau này, sáng bóng không bị hề bị hoe nố nhá. Đèn pha, đèn gầm đều rất là ok các bác nhé. Một chiếc xe gia đình không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. Vâng, bốn quả lốp là đều la răng đúc các bác nhé. Tình trạng lốp thì là rất là ok các bác này. Đấy, 60-70% này. Lốp còn đi cũng rất là thoải mái. Đây là phần cua lốp này các bác này. Đó. Cua lốp rất là ok các bác nhé. Đấy, xi nhan tích hợp trên sườn này. Đó. Tay nắm cửa được ốp inox mạ chrome các bác nhé. Đó, vô lăng 4 chấu này các bác này. Táp lô rất là ok. Đó. Phần trần lý nguyên bản này các bác nhé. Trần lý nguyên bản. Nội thất kế da rất là căng đét nhé. Rất là tươi các bác này. Xe gia đình. Đây, phần bậc lên xuống này các bác này. Phần ốc bàn nè này. Đó. Đó, phần keo chỉ các bác nhé. Keo chỉ rất ok này. Phần cột kéo đinh bấm này các bác này. Đó. Cột kéo đinh bấm nguyên zin theo nhà máy sản xuất nha các bác nhé. Đó. Bên em cam kết với các bác là bên xe tại có tại cửa hàng là không đâm xô và không ngập nước các bác nhé. Phần tắp ly cánh trước bên lái, bảng tổng gương kính chỉnh điện này các bác này. Vâng, đây là phần cánh sau bên lái này các bác này. Nội thất ghế da các bác này. Rất tiện ích nhỉ các bác này. Mang để chân này cũng rộng rãi các bác nhé. Phần cột kéo đinh bấm này. Nguyên gì? Với một mức giá có 165 triệu đồng, các bác đã sở hữu một chiếc Chevrolet Vivante đăng ký 8 chỗ người cả lái, đi lại chỉ cực kỳ thoải mái nhá. Còn táp ly cánh sau bên lái này các bác, phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ rất là ok các bác nhá. Xe thương hiệu Mỹ, số sàn, máy 2.0. Rồi, đây là phần lốp sau bên lái này các bác này. Đây, phần là răng đúc. Phần cua lốp rất ok các bác nhé. Đèn cột các bác nhé.
Vâng, đây là tổng thể phần đằng sau của chiếc xe này. Đó, hai quả đèn cột này. Cảm biến cam lùi nhé. Trang bị cam lùi các bác nhé. Đằng sau về phần thân vỏ sơn xi rất là ok các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần gầm cho các bác được xem này. Phần gầm bệ rất là ok các bác nhé. Không hề có dấu hiệu của sự mục mọt gì nhé các bác nhé. Vâng, phần lốp cốp có một chút trục trặc thì bên em sẽ xử lý triệt để các bác nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ này. Phần lắp bình xăng này, lốp lắp cũng rất là ok các bác nhé. Đó, phần cua lốp này các bác này. Sườn xe này. Đây là phần cánh sau bên phụ này các bác này. Cột kèo đinh bấm này các bác này. Nguyên zin theo nhà máy sản xuất nhé. Không đâm xô, không ngập nước các bác ạ. Vâng, phần táp ly cánh cửa phía sau bên phụ này các bác này rất là sạch sẽ các bác nhé. Đây là phần ốc bàn lề các bác nhé. Đó, rất là ok này. Kèo đấy. Kèo chỉ quá là ok. Một chiếc xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Cửa đóng phầm phập nhé các bác nhé. Đây là phần ghế trước bên phụ này. Phần keo, cột kèo đinh bấm này các bác này. Đó, cột kèo đinh bấm ok luôn. Một mẫu xe gia đình chạy rất là bền bỉ. Máy 2.0, số sàn. Thực tế thì chiếc này Chevrolet Cup Vivante này thì là cái mẫu của nó không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà về máy móc rồi nội thất các thứ là các bác dùng ok nhé. Với mức giá nó rất là hợp lý, có 165 triệu đồng nha các bạn. Đây là phần keo chỉ này các bác này. Keo chỉ rất là ok nha các bác nhé. Vâng, đây là phần lốp trước bên phụ này các bác này. Lốp lắp ok. Phần cua lốp cực kỳ sạch sẽ nha các bác nhé. Vâng, và sau đây em sẽ tiến về phần nội thất cho các bác được xem nhé. Phần tắp lô đồng hồ này. Em bật máy cho các bác này. Đó, máy đã lổ ra các bác nhé. Điều hòa mát rượi luôn. Đó. Phần đèn cảnh báo này. Đây. Phần xi nhan này hoạt động rất là ok các bác nhé. Đó. Màn hình cam lùi đầy đủ các bác này. Gương kính chỉnh điện nha các bác nhé. Đó. Đó. Được. Rất là ok các bác này. Chúng ta còn hiểu theo ý của nhà phật. Nhà phật không tin rằng cái duyên phận
hoạt động hết sức là trơn tru các bác này. Vâng, về phần kính sau nó có một chút chui ra thì bên em sẽ xử lý triệt đế trước khi các bác lên xe các bác nhé. Phần đó gạt mưa đó. Hoạt động rất ok. Phần gương chiếu hậu này các bác này. Phần chắn nắng này. Gương trang điểm này các bác nhé. Phần đèn này. Đó. Để kính này. Gương trang điểm này. Phần quả số này. Đó. Rất là ok các bác nhé. Phanh tay này. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem cho các bác nhé. Đó là một đúng chất. Mẫu xe này thì hãy gọi nhấc máy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với bên em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, với địa chỉ tại 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng, cách Quán Toan khoảng 1 km các bác nhé. Vâng, đây là phần tổng quan tổng thể phần khoang máy các bác nhé. Đó, máy chạy rất là êm này các bác này. Khoang máy thì khô ráo sạch sẽ này, không hề gì dầu. Một chiếc xe 7 chỗ cả người lái 8 chỗ ngồi với mức giá là cực kỳ hấp dẫn đấy các bác này. 165 triệu đồng. Đấy, mưa tránh nắng, mùa đông không lạnh. À, cái chỉ lắp cabo được đấy. Thực sự đến thời điểm phát triển kinh tế như hiện tại thì mua một chiếc xe ô tô rất sức đơn giản. Mình cũng xứng đáng có cái nhu cầu như vậy. Vâng, vừa rồi em đã lên sóng review giới thiệu với các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, chiếc Chevrolet Vivante có năm sản xuất là 2008, máy 2.0, máy xăng và số sàn, mức giá 165 triệu. Bên em có bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để biết thêm những mẫu xe mới nhất về cửa hàng. Vâng, em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.